Thưa quý vị và bà con nông dân, để có thành tựu phát triển sản xuất nông nghiệp như ngày hôm nay, ngoài yếu tố khoa học kỹ thuật, phải kể đến vai trò của truyền thống khai cơ mở đất qua nhiều thế hệ tổ tiên. Dân nhờ vào vai trò ấy mà hiện nay sau 150 năm, từ địa danh Đám Lá Tố Trời, Điền Cơ của anh hùng dân tộc Trương Định cùng nghĩa quân dày công khai phá đã thực sự có được bức tranh đời sống sản xuất nông nghiệp với nhiều gam màu của lúa, củ khoai và rau màu. Chương trình Cây Lành Trái Ngọt hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại sự phát triển ấy của vùng đất nằm trong địa danh Đám Lá Tố Trời năm xưa, đó là xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Về xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, vào những ngày mà đảng bộ quân dân địa phương đang nô nức chuẩn bị lễ giỗ lần thứ 150 năm, ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuần tiết. Đây cũng là thời điểm nông dân khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị xuống giống vụ thu đông. Tân Phước là một trong những xã thuộc hệ thống sông Tra, nằm trong địa danh Đám Lá Tố Trời mà Trương Định cùng nghĩa quân có công khai phá cách đây 150 năm. Toàn xã có trên 2.000 hecta đất tự nhiên, hầu hết đều là đất ngập mặn, cây lúa chỉ canh tác mỗi năm một vụ, năng suất thấp. Từ khi dự án Ngọt Quá Gò Công đi vào khai thác vận hành, xã Tân Phước đã quy hoạch cải tạo đất lá, đất gò. Đến nay có trên 1.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Cây lúa không chỉ sản xuất 3 vụ trong năm mà còn có điều kiện xen canh, luân canh nhiều loại cây màu ăn lá lẫn ăn trái, với sản lượng lương thực hàng năm trên 10.000 tấn. Nhìn tổng thể bức tranh nông nghiệp Tân Phước sau hơn 20 năm ngọt quá, tuy chưa thể nói là trù phú, nhưng nhìn vào sự bén rễ đơm qua kết trái của lúa, củ khoai, của rau màu và nhiều loại cây trồng trên vùng đất Đám Lá Tố Trời năm xưa, chúng tôi cảm nhận sự ấm no đã thực sự hiển hiện. Hào khí mở đất của nghĩa quân Trương Định đã được thế hệ hôm nay tiếp nối phát huy mạnh mẽ. Dân, thưa quý vị và bà con nông dân, nếu ngày xưa ngoài cây lúa thì chuyện trồng cây cà, cây dưa hay cây cải đối với nông dân Tân Phước chỉ là mơ ước, vậy mà hiện nay ngay trong vụ hè thu này, về Tân Phước rất dễ bắt gặp những vùng đất gò, đất bào được bà con cải tạo trồng được nhiều loại cây rau đậu đang đơm hoa kết trái. Chúng ta cùng tham quan mô hình sau đây. Đây là ba con đất vừa gò vừa trũng, vốn chỉ có lá dừa nước và lau sậy, được ông Nguyễn Nhân Đực ở ấp 8 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông mướn cách đây 2 năm, ra công khai quang cải tạo, đưa vào trồng trọt. Đất hẹp nên ông phải tận dụng tối đa từng chỗ trống, trồng thêm cỏ nuôi bò. Số còn lại ông đầu tư trồng bắp tươi, còn lại 2 công ông đưa vào sản xuất 4 vụ màu trong năm. Riêng vụ hè thu này, ông chọn cây đậu bắp để canh tác. Tuy không thể sánh bằng những địa phương có điều kiện thuận lợi để chuyên canh cây màu nổi tiếng khác, nhưng sự đào hoa kết trái của cây đậu bắp trên mảnh đất nhỏ hẹp vốn hàng trăm năm ngập mặn đã mở ra hướng khai cơ lâu dài cho gia đình ông Nguyễn Văn Định. Thưa chú, thì trước kia chú đi bộ đội, sau này xuất ngũ trở về địa phương thì chú có cái cách kế mưu sinh gì để mà đảm bảo cho cuộc sống gia đình? Năm 80 mấy thì chú đi bộ đội vào chiến trường Tây Nam, đi sư 4 trung đoàn 155. Sau trở về quê hương thì gia đình nghèo mà. Ông già có cho 2 công ruộng, sau làm ăn thì nói chung không khá nổi ruộng, mà lúc đó là làm lúa nước mặn rồi không có khá nổi, thì sau đó mới mướn cái phần đất này, là mướn của chị em ở trong xóm nè, chỉ không có lao động, rồi chỉ không có công lao động, chỉ mới bỏ khai quang rồi mới mướn người ta mới săn bằng cái này nè. Từ đó tới nay thì coi như trồng. Rồi nói chung đời sống thì cũng tương đối được, ví dụ như trồng một năm thì 4 vụ, mỗi một vụ thu hoạch kiếm cũng dài 5-3 triệu. Là người từng tham gia bộ đội, xuất ngũ về địa phương, không đất sản xuất, ngoài 2 công đất cha mẹ cho để canh tác lúa, ông được tích góp mướn thêm 3 công đất quan này để trồng thêm màu. Vì theo ông, đất một khi để quan quá là một kiểu lãng phí lớn. Dựa vào kiến thức trồng trọt của ngành khuyến nông chuyển giao, ông tỏ ra rất rành về quy trình canh tác cây đậu bắp tay này. Thưa chú, thì trước kia thì nước mặn, sau này thì chú làm như thế nào để cải tạo được cái miếng đất này để mình trồng như cây đậu bắp hôm nay? Hồi đó này là dùng nước mặn, mà sau đó là bắt đầu mới dán cái sông lên nó dục nè, rồi coi như là đất phèn, rồi mình mới mướn công mới can bằng mặt đất này, rồi mới dùng lân dùng đồ để rồi dằn trên mặt đất, rồi mới đầu trồng 1-2 cây đầu cũng không có thu hoạch gì khá nữa, nhưng mà từ lần đất nó được tốt rồi mới trồng nó vậy, 2 năm nay được vậy. Dạ.
Trên miếng đất này thì chú trồng làm mấy cái loại cây cây trồng này, mấy loại cây màu? Đất này nói với em cho đất này trồng thì nhiều loại vẫn tốt, nhưng mà ở đây thì thí dụ như thời điểm ví dụ như sau khi mùa đầu mùa mưa thì đây bỏ bắp tay rồi thu hoạch hết bắp tay xong rồi bắt đầu tiếp tục, mà nếu mình bắp tay mà có giá nữa thì mình bỏ tiếp bắp tay, còn nếu không có giá nữa thì mình bỏ bắp trái ăn, bỏ bắp trái bán. Rồi qua bắp trái xong rồi là coi như vợ chuẩn bị tới Noel đó là trồng dưa hấu. Như năm rồi thì chú trồng vậy đó. Dạ, như một năm thì mình trồng được mấy cái vụ này? 4 vụ. Nếu trồng ngắn thì 4 vụ, còn nếu mà trồng cái loại mà dài ngày thì 3 vụ. Trồng ngắn như vụ 3 tháng thu hoạch thì trồng được 4 vụ. Thưa chú, thì để trồng cây đậu bắp trên cái miếng đất này thì trước khi mình trồng đó, thì đất ở dưới đây mình xử lý như thế nào, mình làm như thế nào chú? Ví dụ giờ trước khi mình dự định mình muốn trồng đậu bắp thì mình bắt đầu là nếu mà thời tiết đầu mùa mưa thì mình phải lên liếp. Sau khi mình làm cỏ sạch, cỏ dại sạch hết rồi, cái đầu mình mới lên liếp xong đàng hoàng rồi bầm xới cho nó nhuyễn rồi mình mới rắc lơm lên xong rồi bắt đầu cái mình mới ủ hộp bắp. Tức là mình mua của công ty đem về rồi cái đầu mình mới ngâm là 2 nóng 3 lạnh 6 tiếng đồng hồ xong mình mới đem ra, mình mới bỏ vô hốc của nó. Mỗi một hốc vậy nó là 2 hộp. Hai hộp, đằng sau khi mình tỉa lại còn là 1 hộp. Bỏ trực tiếp lên cái... Bỏ lên trực tiếp nó luôn. Tại vì bắp tay này mình không có cần dấn ngồng chi nó, tại nó lỗi nó mạnh lắm. Được cái lỗ mà khi mình bỏ hộp xuống thì cái đó, cái lỗ đó mình bỏ phân gì? Mình bỏ sơ dừa vô, cho trấu với sơ dừa, mình mới trộn lộn lại nó với một thuốc sinh trưởng phát triển của nó đó, phát triển bồ rễ, mình mới trộn chung, mình mới bỏ lên cho lắp lại luôn. Thì khoảng bao lâu thì hộp đậu bắp mình nó sẽ nảy mầm hả chú? 3 ngày, nó dễ, nó vỏ mỏng, 3 ngày là nó nảy mầm lên rồi, mình mới xem nó cái hộp nào mà nó không ấy đó thì ở nhà mình có ủ một số nó nứt sẵn đó mình bỏ vô. Thấu hiểu bản chất của dùng đất phèn mặn, cải tạo chinh phục nó là cả tâm sức. Hơn nữa áp dụng giống rau màu gì và sản xuất cho mùa vụ nào lại là một đòi hỏi ông phải biết tính toán cho phù hợp. Với cây đậu bắp trồng được ở vùng đất ngọt quá ven biển, theo ông Đực, thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa. Thì đậu bắp này thì một cái mùa nào mình trồng là đem lại hiệu quả nhất hả chú? Mùa tức là đầu mưa cho tới tháng 8 này. Còn nếu mà tránh đi cái thời gian tháng 9, tháng 10 là mấy cái thời gian đó là thời gian mưa bão, ở vùng này mưa bão thì coi như đậu bắp này nó dễ bệnh lắm, không có trồng. Tôi nói chứ làm nhờ cái này cái nọ, chứ thật sự là cái này là mình cũng làm tạo kiếm kinh tế phụ gia đình. Còn chứ thời gian ở không, ở quê hương ở đây rồi ít có, đâu có công ty, lớn tuổi rồi đâu có làm công ty công gì được đâu. Chỉ làm cái này rồi mình nuôi dê, rồi như là nuôi bò vậy đó, cũng ở nhà cũng có nuôi đầy đủ. Bước đầu thì chú trồng cái đậu bắp này thì nó mang lại hiệu quả như thế nào cho gia đình? Thì báo em chứ chú hồi năm nay là trồng cái vụ này là vụ đầu tiên, nhưng mà cái hiệu quả thì mình thấy nó cũng có khả thi. Ví dụ như một ngày hái 20 kg thì bán cũng được 100 ngàn, cứ trung bình ngày 100 ngàn. Nhưng mà nếu nó kéo dài, nếu mà thời điểm mà có giá thì mình tiếp tục mình cho cái nhánh chồi đó nó ra mình lấy trái tiếp. Còn nếu không có giá thì coi như mình ăn khoảng chừng tháng rưỡi rồi mình trồng cây khác. Còn nếu mà thời điểm mà giá càng còn có giá thì tiếp tục mình bón phân lấy nhánh chồi lên. Cũng nhờ tiếp thu kiến thức khoa học và quy trình canh tác mà ông còn hiểu được đặc tính của cây đậu bắp. Đất gò, nắng nhiều, thiếu nước thì bộ rễ không phát triển, ảnh hưởng đến sinh trưởng. Ngược lại, nếu thời tiết mưa nhiều, ít nắng sẽ dễ bệnh thối lá. Cả hai yếu tố trên, nếu không có giải pháp phòng trị tốt thì trái sẽ không to và không bóng đẹp, năng suất thấp, bán không được giá. Thưa chú, thì cây đậu bắp này nó chịu chống chịu với thời tiết như thế nào hả chú? Nói với em vậy nè, cây đậu bắp này nói cho mùa nắng thì nắng thì là nó chịu, nhưng mà mưa quá thì nó bệnh vàng lá như vậy hết nè. Nên chú phải xịt nó, nhưng mà xịt là tại vì đang lúc thu hoạch nè, thì xịt thuốc cũng hơi nhẹ nhẹ để trị bệnh cho nó. Tháng này tháng mưa nhưng mà thời tiết nó nóng như thế này thì mình làm như thế nào để cho cây đậu bắp của mình nó luôn luôn phát triển tốt như vậy?
Cái nếu mà luôn phát triển thì bây giờ là coi như là trước mắt mình phải trụ rơm cho nó dày để đảm bảo để cho có độ ẩm của nó cao thì mình nó mới phát triển, là nó không có đứt đoạn. Còn nếu mà mình mà không có lót rơm thì coi như là nó bị cằn cỗi. Mà nắng này thì nắng thì nó nóng, nó bị cháy bộ rễ. Mưa nhiều thì nó lạnh, nó nhiễm bệnh. Đó. À, nhiễm bệnh thì thường thì đậu bắp mình nó xuất hiện những cái loại bệnh nào? Bệnh vàng lá nè em trai, em thấy nó vàng lá đó, vàng lá nó nổ đỏ đỏ vậy là nó bệnh đó. Mấy cái lá đó là lá bệnh đó. Vậy thì nếu mà để phòng trừ được những cái loại bệnh như thế này thì mình có cái cách xử lý như thế nào chứ? Thứ nhất là dọn hết ba cái lá này đi ra, bỏ nơi xa hoặc là thiêu hủy đốt. Rồi mình sẽ mua thuốc để trị nấm bệnh của nó đó, mình về mình xịt vô. Nhưng mà quan trọng nhất là phải dọn lá này đi xa để nó dễ lây bệnh lắm. Dạ. Còn đối với vấn đề nước tưới thì một ngày hay là một tuần gì đó thì mình tưới bao nhiêu lần? Tức là khi thu hoạch này á, thì nói với em là thu hoạch này á, thì coi như là ngày nào cũng tưới hết đó. Nếu mà thời tiết nắng này ngày nào cũng tưới để cho nó cung cấp nước lên trái. Còn nếu mà không tưới á, thì cái da trái nó sẽ rút nhăn nheo lắm. Với sự cần cù khéo áp dụng các quy trình kỹ thuật, hiện nay hai công đậu bắp này đã cho trái và đang thu hoạch. Cứ một ngày hái, một ngày nghỉ, bình quân một lần hái khoảng 20 kg, giá bán hiện nay 5.000 đồng một ký. Dự kiến khâu thu hoạch sẽ kéo dài đến 45 ngày mới hết vụ. Khi ấy ông sẽ làm đất xuống giống vụ dưa hấu Noel năm 2014 này. Như vậy với cây đậu bắp, riêng vụ hè thu ông Nguyễn Văn Đực đã thu nhập gần 3 triệu đồng. Nếu luân canh các cây màu khác ở 3 vụ tiếp theo trên diện tích nhỏ hẹp này, ông cũng có thêm qua lợi hơn 10 triệu đồng. Thưa ông, thì dùng đất xã Tân Phước này là được anh hùng dân tộc Trương Định khai phá năm xưa. Và giờ đây thì từ khi mà được Ngọt Quá Gò Công tới giờ, thì cái vấn đề nông nghiệp đem lại cái đời sống kinh tế cho bà con nông dân mình ở đây như thế nào? Nói chung là cái vùng đất của Tân Phước, của dân tộc khai phá của Trương Định ngày xưa, thì trước kia thì nói chung làm lúa chỉ bắp bên một vụ không ăn chắc, thì nói chung trong cái đời sống bà con rất nhiều khó khăn. Cây ăn trái qua màu thì không trồng được gì cả, chỉ có me thôi, trồng cây me rồi là các cây thông thường khác nó không có hiệu quả kinh tế. Nhưng mà sau khi là Ngọt Quá Gò Công năm 1992 thì phải nói rằng là cái địa phương có nhiều cái phát triển rất là nhiều, nhất là trong lĩnh vực của nông nghiệp. Thì về nông nghiệp đó thì từ một vụ bắp bên và nâng lên ba vụ ăn chắc. Thì nói chung trong ba vụ này thì bà con nhân dân cũng vừa là sản xuất cây lúa, đồng thời cũng là lẫn luôn cái màu. Thì màu đối Tân Phước cũng khoảng là 58 ha. Thì bà con cũng đang xen. Thì hiện giờ phải trồng được rất là cây nhiều loại cây. Như là cây xài, rồi là cây ổi, rồi mận. Rồi là độc canh thêm nữa là trồng được củ cải, rồi bắp cải, cái dưa hấu. Thì nói chung là do cái trồng đang xe được như vậy thì cái đất thì nó làm lưng, nghĩa là nó lưng canh. Thì cho nên là bà con cũng tạo được chuyện này. Từ đó là góp phần là cho bà con cải thiện được đời sống, từ đợt ngày nâng lên. Dân hiệu quả này tuy chưa phải là cao, nhưng đối với nông dân dùng đất khô cằn ngập mặn ven biển thì quả là vị ngọt mở ra hướng phát triển cho tương lai, nhất là tiêu chí nông nghiệp trong mục nông thôn mới. Vấn đề đa dạng hóa cây trồng trên cùng một phương diện tích được người nông dân mình áp dụng như thế nào? Trên một diện tích đó, thì nói chung đa số là bà con chúng ta là trồng là cây lúa là chuyên canh rồi. Xung quanh bờ thì họ trồng thêm là cây bắp hoặc là những loại cây khác nó phù hợp là để là cải tạo thêm cái đời sống cho bà con chúng ta. Cái quy trình đó người nông dân mình áp dụng có thành thạo chưa hay là còn vấn đề gì không? Nói chung cũng do cái chuyển giao học kỹ thuật của huyện thì hàng năm cũng có tập huấn nhiều lớp để cho nông dân mình để trao đổi, thì từ đó bà con là tạo điều kiện thấy thích dùng miền nào nó thuận lợi cho cây nào thì bà con chúng ta trồng loại cây đấy để là phát triển thêm kinh tế. Chương trình Cây Lành Trái Ngọt kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân. Thân mến chào tạm biệt.